Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách nấu chè trôi nước từ trái sa kê. Trái sa kê của mình làm đủ thứ loại bánh ha. Nhưng hôm nay mình sẽ quay sang mình nấu chè trôi nước. Viên chè của mình khi nấu chín rồi mềm dẻo ăn rất là ngon luôn. Trong những ngày rằm nè, mình có thể nấu cái món chè này để mình cúng ông bà mình thì không còn gì bằng luôn. Hoặc là các bạn có thể nấu món chè trôi nước này nè, để trong những dịp mà mình làm đám thôi nôi cho các bé đó, hoặc là mình làm đám cúng căn thì cũng rất là ngon luôn. Thì mình mời các bạn vào bếp cùng mình ha, để chuẩn bị làm món chè trôi nước làm từ trái sa kê thơm ngon mềm dẻo nha. Trước tiên mình có 300g bột nếp Thái. Các bạn có thể sử dụng loại bột nếp khác cũng được, nếu mà không có bột nếp Thái này nha. 200g trái sa kê mình đã gọt vỏ và gọt cái cùi của nó bỏ sạch sẽ rồi nè, là mình tính là 200g. 1/3 lưng muỗng cà phê muối. Tiếp theo là tới cái phần nhân đậu nước cốt dừa. Mình có 200g đậu xanh mình ngâm trong 4 giờ đồng hồ và đã nở như thế này rồi. 400ml nước cốt dừa đậm đặc. 2 muỗng canh dung đường cát. 1/3 lưng muỗng cà phê muối và một ống vani. Nếu mình không thích mùi hương vani các bạn có thể bỏ qua nha. Và đây là phần đường để mà mình nấu nước đường, mình có là 250g đường cát. Mình dùng đường cát vàng, các bạn có thể dùng đường cát trắng hoặc là đường thốt lốt. 1/2 lưng muỗng cà phê muối. 50g rừng mình đã sắc sợi như thế này, các bạn có thể sắc lát nha. 50g đậu phộng mình đã gan vỏ và mình đập dập 7-3-7-4 như thế này rồi, các bạn có thể để nguyên hạt cũng vẫn được nha. Mình chuẩn bị một cái chảo và mình cho đậu vào để mà mình nấu trước cái phần đậu đi. Mình cho hết cái phần nước cốt dừa vào luôn. Rồi mình sẽ sơ nó ha. Các bạn mở lửa lớn bình thường đi, đến khi mà nước vừa sôi lên thì mình sẽ mở lửa nhỏ liu riu. Rồi mình sẽ lấy nắp mình đậy lại. Các bạn mở trong cái độ lửa nhỏ và mình nấu đến khi nào mà nước dừa này nó vừa sánh cạn xuống là được nha. Đây là chảo đậu mình nấu nó vừa cạn nước nè. Và các bạn lấy cái hạt đậu mình bóp mình cảm thấy nó mềm là được rồi. Còn nếu mà còn hơi cứng mà nước nó cạn khô á, các bạn có thể thêm xíu nước nữa. Để mình nấu khi nào mà cái hạt đậu mình mềm nước nó vừa sánh cạn là được. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ cho cái phần đường vào và cái phần muối mình cho vào nha. Rồi mình sẽ xào tiếp tục. Các bạn dùng sạn mình sơ mình xào qua xào lại. Lúc này mình sẽ xào mình không có ngưng tay, tại vì nó đã cạn nước rồi. Nếu mình ngưng tay thì đậu mình nó sẽ bị khét, ăn nó sẽ không có được ngon. Mình trộn qua trộn lại mình xào đến khi nào mà mình cảm thấy mà cái đậu của mình nó dính kết với nhau nè, và mình cầm lên nó cảm thấy nó nặng tay là đậu của mình được rồi đó. Đó, các bạn nhìn thấy nó như thế này là được rồi nè. Thì bây giờ mình tắt bếp, mình cho cái ống vani vào luôn. Rồi mình tiếp tục mình trộn đều lại một lần nữa. Rồi mình sẽ cho qua một bên để cho mình chờ cái thời gian đậu nó nguội á. Trong thời gian chờ đậu nguội thì mình sẽ xắt cái phần trái sa kê này để mà mình đem nấu. Các bạn có thể đem hấp cũng vẫn được nha. Mình xắt cái miếng nhỏ nhỏ như thế này nè, mình nấu nó sẽ mau hơn. Rất là thơm luôn, sa kê cái mùi thơm rất là dễ chịu luôn và ăn nó béo, ngon vô cùng luôn á. Thì bây giờ mình sẽ cho một ca nước vào mình nấu. Các bạn nấu đến khi nào mà mình lấy đũa mình sên vào á, cái miếng sa kê của mình nó lủng nó mềm á, là được rồi, mình sẽ vớt ra. Bởi vì thấy ít cho nên là mình cho vào nồi mình nấu, các bạn có thể cho vào sửng mình hấp cũng vẫn được. Bây giờ mình sơm vào nè, nó đã mềm như thế này nè, thì mình sẽ gấp ra ngoài cái thau nha. Mình cho ra ngoài thau rồi cái mình lấy cái muỗng nè, các bạn nghiền, hoặc là có cái chài năm tiêu đó, các bạn quấn bọc sạch lại cái mình đâm, nó cũng rất là mau mềm luôn. Sa kê mình lúc này còn nóng nè, và mình cũng đã nghiền ra nó mịn như thế này rồi, thì mình sẽ cho cái phần bột vào luôn. Các bạn cho bột nếp vào luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần bột với cái phần sa kê này lại nha. Bởi vì lúc này còn hơi nóng cho nên là mình lấy muỗng mình trộn trước đi. Khi mình trộn cái phần sa kê với bột này nó hòa quyện đều với nhau đi, rồi mình sẽ dùng tay mình nhồi nha. Tay mình thì cũng đã rửa sạch sẽ rồi, mình không có mang bao tay được cho nên là mình phải làm tay không như thế này nha. Rồi tiếp theo mình sẽ chuẩn bị 100ml nước sôi khoảng 80 độ C nha. Các bạn cho vào 100ml nước luôn. Rồi mình sẽ trộn đều một lần nữa. Lúc này mình nhồi thì bột với sa kê rất là dính tay luôn. Nhưng mà các bạn nhồi một hơi khoảng 5-10 phút đó, thì bột mình nó sẽ thành khối như thế này. Thì mình sẽ nhồi tiếp tục đến khi nào mình thấy cái khối bột mình nó thật là mịn là được nha. Mình làm như thế này bột mình nấu chè ăn để đến 2 ngày cũng vẫn còn mềm, không hề bị cứng luôn á. Cái khối bột mình đã nhồi được mịn như thế này rồi thì mình sẽ cho qua một bên, các bạn lấy cái nắp dung hoặc là bọc thành phẩm, các bạn đậy lại độ phẳng 10 phút nha.
để cho bột nở đó. Thì bây giờ phần đậu của mình cũng đã nguội rồi nè, thì mình sẽ vo viên. Bây giờ mình sẽ lấy là 20g cái phần nhân này nha. Rồi mình sẽ vắt cái thành những cái viên tròn nè, để một lát nữa mình sẽ làm viên chè cho nó đẹp. Tùy theo ý thích của gia đình mình, nếu mà ăn cái viên chè lớn thì mình có thể làm cái phần nhân đậu này nó lớn hơn một tí, khoảng 30g ha. Mình thì mình chỉ làm 20g thôi. Và đây là cái dĩa nhân đậu của mình mới vo xong nè, nhìn rất là đẹp luôn. Thì bây giờ cũng đã được 10 phút rồi, bột mình cũng đã nở rồi nè. Mình sẽ lấy cái phần bột này để mà mình vo viên chè. Khối bột của mình rất là mịn luôn nè, dẻo vô cùng luôn á. Thì mình sẽ lấy cái phần bột này là 40g để mình làm chung với cái phần nhân. Thì mình tổng cộng là cái viên chè của mình là 60g ha. Mình vo tròn cái viên chè, rồi các bạn dùng tay mình ép cho nó tròn và nó mỏng như thế này nè. Cũng đừng quá mỏng nha. Thì mình độ vừa với cái miếng nhân đó. Cái mình cho cái phần nhân đậu vào, cái mình gom lại, gom cái phần bột lại, mình túm lại đó. Rồi cái mình gom lại cho nó đừng có lộ cái phần nhân ra. Cái phần bột mình nó áo hết cái lớp bên ngoài như của cái nhân đậu nè. Cái mình vo tròn lại là cái viên chè mình đã xong rồi nè. Nhìn nó rất là đẹp và mịn vô cùng luôn á. Thì mình làm xong rồi mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước khoảng 1,5 lít nha. Để mà mình luộc sơ cái phần viên chè này. Khi mà mình nấu nước nó vừa sôi lên như thế này thì mình sẽ hạ lửa lại để cho nó đừng có sôi quá. Cái mình thả những cái viên chè vào. Mình làm như vậy thì mình luộc cái viên chè của mình nó sẽ không có bị bể. Các bạn mở lửa cho nó vừa không quá lớn và không quá nhỏ nha. Khi mà vừa sôi lên như thế này cái mình dùng cái giá mình khử nhẹ nhẹ dưới cái đáy nồi. Để cho những cái viên chè mình nó không có dính nồi nữa đó. Thì có bọt thì gia đình mình hớt bọt nha. Bởi vì cái phần sake nè, cho nên là mình nấu nó sẽ có hơi bọt như thế này, nhưng mà rất là thơm luôn. Nhìn cái viên chè mình trắng trong nè, nhìn rất là đẹp luôn nữa. Thì mình nấu từ lúc mà mình thả viên chè vào đến khi mà mình vớt ra là mình nấu trong 7 phút nha. Và được 7 phút mình sẽ vớt chè ra ngoài thau như thế này. Các bạn để trong cái thau nước để cho cái viên chè của mình nó sẽ không có bị dính với nhau. Còn nếu mà không có nước thì chè mình sẽ bị dính với nhau nha. Quay sang mình sẽ nấu cái phần nước đường để mình nấu chè. Mình cho vào đây là 800ml nước lọc. Và mình cho cái phần đường vào luôn. 1/2 lưng muỗng cà phê muối đó mình cũng cho vào luôn ha. Rồi mình nấu đến khi nào mà nồi nước đường này nó vừa sôi lên nè. Mình dùng giá mình quậy sơ một cái đi. Rồi cái mình sẽ cho cái phần rừng vào luôn. Rất là thơm luôn. Khi mà rừng mình cho vào rồi đó. Thì mình cũng thả những cái viên chè này vào trong cái nồi nước đường này luôn ha. Các bạn vớt cho nó thật là ráo nước rồi mình mới cho vào từ từ nha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Thì mình tính từ lúc mà nước vừa sôi lên nè. Đến khi mà các bạn tắt bếp đó, mình nấu thêm khoảng 10 phút nữa. Để cho chè mình thấm nước đường và thấm rừng á. Ăn nó sẽ thơm và ngon hơn. Và viên chè mình nó chín thật là chín rồi á. Thì mình để qua ngày hôm sau. Viên chè của mình nó cũng không có bị cứng nữa. Nước thì rất là trong và đẹp luôn. Nếu mà gia đình mình ăn ngọt các bạn có thể thêm đường một xíu nữa nha. Bởi vì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau đó. Gia đình mình nêm nếm lại và cho thêm cái phần đường vào giùm. Thì mình nấu khi nào có bọt mình sẽ hớt bọt bớt đi. Để cho nồi nước chè mình nó sẽ trong hơn và nhìn nó đẹp hơn. Chè của mình cũng được 10 phút rồi ha. Cái viên chè nhìn rất là trắng và đẹp luôn. Và rất là mềm mịn. Thì mình sẽ tắt bếp và mình vớt chè ra ngoài chén để mà mình thưởng thức thôi. Mình nấu đường cát vàng á, cho nên là nhìn cái viên chè của mình màu vàng vàng nhìn rất là đẹp luôn. Còn nếu mà các bạn không thích cái đường cát vàng, mình có thể cho đường thốt lốt nè, hoặc đường cát trắng cũng được ha. Thì mình sẽ cho ra từ viên ngoài chén nè. Nó rất là mềm luôn, mềm vô cùng luôn á. Và đậu phộng đến khi nào mà mình ăn á, thì mình sẽ cho lên. Tùy theo mình muốn ăn ít thì mình để ít, ăn nhiều mình sẽ cho cái phần đậu phộng nhiều nha. Nhìn những viên chè của mình nè, nó trắng mềm mịn rất là ngon luôn. Thì để mình vẽ ra một viên cho các bạn xem ha. Mềm vô cùng luôn á. Cái phần bột nè với cái phần nhân đậu xanh á, vừa phải với nhau, không có quá nhiều và không có quá ít nữa. Và mình ăn thì cũng cảm thấy nó rất là mềm và ngon và không có ngán miệng nữa. Bột nếp á, thì mình nấu chè thì cũng đã ngon rồi. Hôm nay mình sẽ thêm đến cái phần sake nữa. Thì cái viên chè của mình mềm và thơm vô cùng luôn, ăn rất là ngon. Thì cái món chè trôi nước làm từ trái sake của mình làm cũng đã hoàn thành rồi. Nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ủng hộ mình. Trong thời gian làm video có điều gì sai sót, rất mong được sự góp ý của các bạn để video của mình có thể hoàn thiện hơn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.